Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là một cái email tôi mới nhận được của bác Đê và Thái. Nếu tôi không lầm thì bác Đê và Thái năm nay cũng ngoài bát tuần, gần cửu tuần như Dương Đại Hải. Và bác gửi một cái email dễ thương lắm. Bác nói rằng có rất nhiều người già cái than phiền, đa thọ là đa nhục, ăn không được ăn, uống không được uống, đi không được đi, con nó ném ở trong nước sinh hôm, sống dở chết dở. Thế thì cái ông Đê và Thái này, ông ấy đưa ra mấy cái solution, những cái giải pháp cho người già. Quả thật ông không sai. Nếu chúng ta đọc những cái hồi ký hay là bản tường thuật của nhà văn Huy Phương nói về người già trong nursing home thì chúng ta thấy chán đời. Là con nó ném vào nursing home rồi không bao giờ nó đến. Rồi những người già 80, 90 thì có cái bệnh Alzheimer rồi quên trước nhớ sau. Mà cái bệnh Alzheimer nó ác ở một cái chỗ là dĩ vãng thì không quên, nhớ bồn một như hôm qua, nhưng hiện tại và tương lai thì chả biết gì hết. Đấy, câu chuyện như ông cố Tổng thống Ronald Reagan, quý vị nhớ, trong suốt 10 năm bà vợ phải nuôi một ông chồng Alzheimer. Họ hỏi rằng, ông có biết Tổng thống Ronald Reagan không? Ông bảo tôi có biết thằng Reagan là ai đâu, là thằng nào đâu. Cơm vừa ăn xong vẫn la lên mà còn đói quá chưa ăn cơm. Cho nên đấy là cái khổ của người già. Tội lắm. Rồi nhiều tivi nó chiếu, người già vào bị nó đánh đập. Nước sinh hoa Việt, nước sinh hoa Mỹ, đa số chúng nó là như thế. Và đến lúc mà biết được thì đã tàn phế. Có lắm người già lúc bị chết trên người đầy bầm tím. Đấy là của những cái tên nhân viên nó dở người. Nó sống ở nhà cơm không lành, canh không ngọt với vợ với con. Nó tới nó trả thù là vì những cái người già trong nó đa số mập mạp lớn. Nó bồng nó cực quá, nó ránh cho đổ bỏ ghét. TV chiếu đấy, TV Mỹ chiếu đấy, chứ đừng nói TV Việt Nam nữa. Khủng khiếp. Rồi nó hiếp, rồi nó giết, nó bỏ đói. Còn lắm người Việt Nam kể tội nghiệp lắm. Tôi đi theo mấy người bạn vào trong nursing home hỏi thăm thì họ kể là sáng người ta phải đi cầu, thế mà gọi đến mấy con y tá ở Việt Nam, nó đợi đến 10 giờ đêm nó mới làm. Đâm ra người nó hoè, người nó dơ, ô là la. Rồi có một số khán giả hỏi bảo, ô thế như vậy tại sao mà nó vẫn mở nước sinh hôm? Đúng, chủ mở nước sinh hôm giàu. Ở đây tôi biết có nhiều người bác sĩ mở 2-3 cái nước sinh hôm, họ vỡ bạc triệu của chính phủ Hoa Kỳ. Tôi không muốn nói tên, vì tôi không muốn đụng đến nồi cơm của ai hết. Hôm qua cũng có một khán giả gọi cho tôi, bởi giáo sư ạ, tôi có một ông bố, bây giờ ông ấy, mà người cháu là bác sĩ nhá. Nó đưa vào nhà thương xong rồi, nó đòi rút ống, còn nó không rút ống thì để cho nó chuyển qua bên nước sinh hôm. Nó gọi là chương trình Heartbeat gì đó, tôi đã kể thưa với quý vị. Có một số khán giả bảo cho em biết cái chỗ nó sinh hôm để cho em tránh không đưa. Xin lỗi quý vị, cá mè một lứa hết. Những người mà có tiền nhiều nhất ở đây họ chỉ mở nó sinh hôm họ giàu. Ở trên Montclair tôi có một người bạn, họ chỉ bỏ ra có vài triệu thôi, họ mở cái nó sinh hôm ở trên đường gì? Ở trên đường Bonita. Tôi không biết nơi số, tôi bảo họ biết rõ là cái nursing home gì. 120 giường, quý vị tính đi. Mà mỗi một giường như vậy họ kiếm của chính phủ mỗi tháng tiền nhà, tiền phòng công 3.000 một phòng. Cho nên làm bác sĩ ở đây khám không quan nhiều bằng cách mở nursing home. Muốn mở nursing home nó cần có một bác sĩ có license, rồi một y tá chính có license, rồi nó mượn những y tá phụ. Đây là họ kể cho tôi có biết đâu. Họ kiếm bạc triệu một cách dễ dàng, vô tội vạ. Còn các ông bác bà chết hay khổ đó là cái chuyện của quý vị. Người này không nằm thì có người khác nằm, vì người già ở đây bây giờ quá nhiều. Cho nên có lần quý vị hỏi tôi, giáo sư,
con cháu mình trong tương lai học cái nghề gì để cho nó kiếm tiền dễ. Tôi thưa liền, cái nghề gọi là home care, lo cho sức khỏe người già, là vì healthcare services là cái nghề bố mình nó đang nở rộ, nhất là với những cái lứa người gọi là baby boomer. Là quý vị biết ai không? Những cái người lứa tuổi sinh năm 45 trở lại đệ nhị thế chiến bây giờ, họ tính ra đến năm 2030 này có ít nhất 70 triệu những người già đó về hưu, và những người đó bệnh tật, người thì stroke, người thì bệnh tim, người thì bệnh Alzheimer, người thì bệnh Parkinson. Cho nên cái thị trường market của cái vấn đề người già plenty, đông đảo lắm. Còn nếu quý vị không muốn thì quý vị nên bỏ ra tiền, nếu quý vị có 10 triệu bỏ ra kiếm một cái building nhà kho, vì đây là những người quen cho họ làm rồi. Cái nhà kho nó bỏ hoang, bây giờ bỏ ra họ mua cái nhà kho đó và họ sửa lại, làm ra 80 ghế giường, 100 phòng, giàu to. Cứ phòng như vậy họ tính vài ngàn một tháng tiền nhà, chưa nói đến vấn đề tiền y tá, chưa nói đến tiền bác sĩ, chưa nói đến cái tiền thuốc. Ô là la, họ kiếm cả chục triệu. Đấy là một cách bày khôn để mà làm giàu, mà vô tội vạ. Quý vị không cần phải là bác sĩ, quý vị cứ có người có tiền và bác sĩ họ sẽ tìm đến. Bác sĩ Mỹ nhiều lắm, bác sĩ Ấn Độ nhiều lắm, bác sĩ Philippines nhiều lắm, chưa nói đến bác sĩ Việt Nam. Ngồi mát ăn bát vàng. Thế thì cái ông David Thái này, ông ấy nói rằng là những người già của chúng ta 80, 90, 70 mà nếu còn tỉnh táo thì muốn có một đời sống hạnh phúc thì chúng ta phải có hai điều căn bản. Thứ nhất là chúng ta sống một cách hài hòa, không sợ. Không sợ già, không sợ điếc, không sợ gì hết. Chúng ta cứ sống một cách bình thường, hưởng thụ tất cả những gì chúng ta có thể. Đừng có nghĩ rằng mình già là vứt đi. No. Nếu mà già mà ngồi xe lăn mở nursing home đó làm chuyện khác. Còn bây giờ chúng ta chưa đến cái giai đoạn đó thì phải hưởng thụ. Ăn uống phải sung sướng này. Rồi phải đi đây đi đó gặp gỡ bạn bè. Con cái quên nó đi. Ông này ông ấy nói câu hay lắm. Dù con ở Mỹ hay là con Việt Nam, chúng ta đừng nghĩ tới. Đó. Bởi vì chúng nó còn có đời sống của chúng nó. Con trai thì nó còn có vợ, mà con gái thì có rể. Đây là chúng ta nói là gặp những cái thằng rể tốt, còn những cái thằng rể bất nhân thì chúng ta sẽ là những bố vợ phải đấm. Nó lờ đi. Ở Việt Nam xảy ra hoài đấy. Có mấy ông rể công an Việt Cộng đó đâu có lương tâm gì. Nó làm tiền bố vợ không được, nó lôi vào trong đồn công an. Trước khi nó đánh, nó bảo con xin lỗi bà, phưng, thế là bố chảy máu mồm. Rồi nếu có chết thì nó gọi nhà vợ vào đưa về, ông ấy tự tử. Ra tự tử. Khốn nạn lắm. Đó, cho nên chúng ta phải hưởng thụ. Nếu mà có thể được, ăn ngon, mặc đẹp, đi đây đi đó, gặp gỡ bạn bè, phải có bạn. Đừng có sống lủi thủi cô đơn. Có tài kiếm những người đẹp mà chơi. Còn nếu mà dốt, nghèo thì kiếm những cái bà già, ít nhất bà còn khỏe mạnh. Chứ không có ở cô đơn là không được. Rồi ông Lê và Thái ông còn nói rằng chúng ta già chúng ta phải thực tế. Đó. Chúng ta phải biết xài tiền, đừng có để dành tiền. Dành tiền ở ngân hàng thì để cuối cùng con nó lấy mà mình sống khổ. Không được cử ăn, lắm đứa con bất nhân lắm, nó sợ mình bị cao máu, nó sợ mình bị đường, nó không cho ăn. Mà thật ra cách đó là nó giết mình. Quý vị cũng đừng nghe lời các ông bác sĩ nói rằng không được ăn uống gì cả để đường khỏi lên. No, cứ ăn, rồi cứ uống thuốc. Cái đó là đúng, tôi là một cái thí nghiệm, tôi trên 35 năm bị đường. Gỡ gần 40 năm bị cao máu. Từ hồi 50 tuổi tôi đã bị rồi.
Mà quý vị thấy tôi vẫn khỏe là vì tôi cứ ăn. Cái món gì thích cứ ăn. Ăn xong rồi đường cao, thuốc, thuốc không đủ, insulin. Có sao đâu. Tôi có những người bạn họ chích đến 3 loại insulin. Loại Novolac, rồi loại quỷ quái gì tôi không biết. Nói tóm lại là họ chích 3 thứ. Có sao đâu. Rồi bây giờ nó cũng có loại thuốc chích mà có thể một tuần chích một lần. Cho nên quý vị phải ăn, phải khỏe á, da mới hồng hào được. Còn nếu mà kiêng ăn, chết. Tôi có những người bà con quen, họ không dám ăn. Cuối cùng, đường nó xuống thấp. Mà đường xuống thấp cũng chết. Quý vị, những người lớn tuổi là nhớ, đường thấp cũng chết. Nhưng mà đường cao nó lại không chết. Đường cao uống thuốc thì nó control. Đấy, như tuần vừa rồi có một khán giả gọi cho tôi. Họ con bà mẹ năm nay mới 80 thôi. Một buổi sáng đang đứng nhà bếp rồi ngã xuống. Kêu 911 đưa vào nhà thương, đường có 60 rồi. Tại sao? Bảo nếu con nó không cho ăn, mà con nó bỏ ăn nhiều đường nó lên cao. Cái đó là cái loại con ngố rừng và bất nhân. Cha mẹ mà thích ăn gì cứ phải cho ăn, rồi uống thuốc. Cần nhất cái người già là tâm hồn phải thoải mái. Ông David ông nói hay lắm. Già cái tâm hồn bệnh là do tâm mà ra. Không ghen tương, không sợ mất, không sợ thua người nào. Chỉ sống tâm hồn như trẻ thơ thì người đó sẽ sống lâu. Và tôi thưa với quý vị, cái lời khuyên của ông này đúng. Dương Đại chả bao giờ biết lo lắng. Đặt lưng 5 phút là ngủ. Không bao giờ yêu ai quá 5 phút, không ai ghét ai quá 5 phút, không giận ai quá 5 phút. Vậy cái lứa tuổi 80-90 như Dương Đại bây giờ nó gọi là gì? Vô tri vô lách mà quỷ thần bất trách. Nó là như thế để chúng ta mới hạnh phúc. Ăn ngon mặc đẹp, đi chơi bạn bè du, giáo du đầy đủ. Chúng ta không bao giờ cô đơn. Bởi vì nhớ nhé, cô đơn là nó giết người. Cho nên nếu đưa các ông bà già vào nhà nước sinh hôn, đó là giết các ông bà già. Xin ơn trên phù hộ chúng ta.